Mới đây, Mạnh Quỳnh về nước và nhận lời ngồi ghế nóng chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Tại đây, nam ca sĩ có dịp chia sẻ về cuộc sống của mình bên Hoàng hậu và hai năm nhi ở Mỹ. Theo đó, Mạnh Quỳnh kết duyên vào năm 2004. Nam ca sĩ cho biết, chính Phi Nhung là người mai mối, sẽ duyên cho anh với người Hoàng hậu hiện tại. Chính vì vậy, Hoàng hậu của Mạnh Quỳnh rất hiểu về mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnh Phi Nhung nên không bao giờ ghen khi hai người hát chung với nhau và có những cử chỉ quá sát nhau trên sân khấu. Tình tứ trên sân khấu, nhiều người theo dõi hiểu lầm Mạnh Quỳnh và Phi Nhung là hoàng hậu chồng ngoài đời soàn xỉnh. Tuy nhiên, họ chỉ coi nhau là bằng hữu thân thiết, tri kỷ. Phi Nhung từng kể, lúc Mạnh Quỳnh cưới hoàng hậu vì vui quá nên uống say nhưng không quên hỏi hoàng hậu xem có cho hát chung với Phi Nhung không. Sau khi kết duyên, hoàng hậu chồng Mạnh Quỳnh có với nhau hai cậu năm nhi kháo khỉnh và đang sống cuộc sống bình an tại Mỹ. Do cảm diệu hoàng hậu Mạnh Quỳnh lớn lên ở Mỹ nên tính cách cả hai trái ngược nhau, cô cũng không bao giờ thích nghe những ca khúc do chồng hát. Dù vậy, cảm diệu vẫn hiểu công việc của Mạnh Quỳnh, chưa bao giờ phàn nàn hay khó chịu khi chồng soàn xỉnh xuyên đi diễn xa hoặc tình tứ cùng đồng nghiệp nữ. Về cuộc sống hiện tại, Mạnh Quỳnh tiết lộ bản thân biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Trước đây, khi còn độc thân, tôi chỉ biết cắm đầu đi hát, ít khi dành thời gian cho chính mình và gia đình vào các dịp lễ lớn. Bây giờ tôi biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Ở Mỹ, tôi chỉ đi hát vào cuối tuần, các ngày nghỉ lễ tôi cũng hạn chế nhận show để ở nhà với hoàng hậu con. Trong tuần, khi hoàng hậu đi làm tôi sẽ ở nhà chăm nom hai con, nấu nướng ăn và đưa đón các bé xíu đi học. Ngoài ra, nam ca sĩ còn mở một phòng thu tại nhà để có thể tự kiếm cho mình vào những lúc rảnh rỗi.